Việc xoài Đồng Tháp bị mạo danh mã vục trồng, mã nhà đóng gói đã được phản ánh nhiều ngày qua và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến người trồng xoài tại tỉnh này khi mà xuất khẩu xoài của nước ta sang Trung Quốc đã bị phía Trung Quốc tạm ngừng tiếp nhận. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về thực trạng truy xuất nguồn gốc nông sản tại Việt Nam. Theo các chuyên gia thì đây vẫn còn là hoạt động khá mới ở nhiều vùng sản xuất trong nước khi mà có rất ít nhà nông quan tâm đến vấn đề này. Nếu như không làm thực chất thì nguy cơ mạo danh và giả mạo nguồn gốc xuất xứ sẽ lại tái diễn. Kinh doanh rau củ quả tươi nên anh Nguyễn Đức Huy ở tỉnh Lâm Đồng rất chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Mỗi hộp rau quả được gửi đến khách hàng đều có gắn tem truy xuất nguồn gốc. Chỉ 2 giây, người tiêu dùng đã biết được sản phẩm mình sử dụng được trồng, chăm sóc như thế nào. Tăng thêm cái độ tin tưởng và cũng như là cái giá trị gia tăng của nó thì chúng tôi buộc phải làm cái này. Sản phẩm cao cấp, đồng thời nó phải có những cái chuỗi giá trị gia tăng như là truy xuất nguồn gốc hoặc là hỗ trợ sau bán hàng. Thực tế, nhờ định danh được nguồn gốc mà hàng bán được nhiều hơn, có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, không phải nông dân, hợp tác xã hay doanh nghiệp nào cũng làm được điều này, nhất là với việc thực hiện gắn mã QR code. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện nay chưa có quy định cụ thể về truy xuất nguồn gốc để các doanh nghiệp làm theo, cũng chưa phải là điều kiện bắt buộc tại nước ta. QR code này là cái sự tự nguyện của doanh nghiệp, chưa có một cái áp lực bị bắt buộc anh phải làm cả. Khi mà có cái bắt buộc như vậy á, thì các doanh nghiệp tức khắc họ phải làm. Chứ còn hiện nay á, là có những doanh nghiệp họ tự họ làm, chứ không ai bắt họ phải làm cả. Không có một cái văn bản hay một cái luật gì bắt anh phải làm cái quy định đó. Cho nên là có những doanh nghiệp họ làm, có những doanh nghiệp họ hiện nay chưa làm. Thực tế, đối với xuất khẩu, chỉ khi phía đối tác yêu cầu thì các doanh nghiệp mới bắt đầu thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc. Sự bị động này có thể làm lỡ nhịp xuất khẩu. Còn tại trong nước, người tiêu dùng dường như khá thờ ơ tới vấn đề truy xuất sản phẩm sẽ mua, khiến người sản xuất không mặn mà với việc làm này. Nhà nước nên làm mạnh hơn ở cái việc làm cho người tiêu dùng hiểu rõ cái nhu cầu thông tin, và người tiêu dùng cần phải có cái đòi hỏi nhiều hơn đối với các nhà sản xuất, thì từ đó các siêu thị sẽ đòi hỏi nhiều hơn đến các nhà cung cấp sẽ đòi hỏi người nông dân cung cấp thông tin, thì một cái hệ thống gọi là đáp ứng yêu cầu từ thị trường, lắng nghe thị trường như vậy, nó sẽ bền vững hơn là một cái hệ thống là thúc đẩy từ phía dưới lên. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, thực trạng về truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam đang đặt ra thách thức mới cho nhà quản lý, doanh nghiệp trước những rào cản từ các thị trường trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị, với mức giá từ hơn 10.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg tùy loại, người trồng nhãn nhiều địa phương cho biết là chưa bao giờ giá nhãn xuống thấp và kéo dài như hiện nay. Hiện đã sắp kết thúc vụ nhãn của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, nhưng giá nhãn vẫn ở mức rất thấp.